Xin chào tất cả các bạn đã đến với số tư vấn thứ 5 của Hacom. Ủa, nhanh nhở, đã làm được tận 5 số rồi đấy. Ủa, chúng mình đã tư vấn quá là nhiều thứ. CPU này, tư vấn nguồn này, tư vấn card này, tư vấn laptop này. Ui dồi, bây giờ tư vấn gì nhở? Nguồn card, CPU, laptop, hết rồi, 4 cái rồi đấy. Em nghĩ là bây giờ ấy là nhiều người ta cũng mua được card mới rồi ấy. Thì bây giờ mình tư vấn cho họ xem là màn hình nào phù hợp với cả bộ máy của họ. Được không chị? Setup à? Không, màn hình luôn. Có nghĩa là kiểu như là đã đủ cái bộ combo kia rồi, thêm màn hình cho đủ góc setup vậy. Đấy, đúng rồi, em thấy ok đấy. Em tư vấn về màn hình. Thì tại sao mình lại tư vấn về màn hình? Tại vì bây giờ nhá, những chiếc card 3.0 nó đã quá là mạnh rồi. Và chúng ta có thể chơi những tựa game ở độ phân giải cao hơn 4K, 2K mà không còn phải là Full HD như ngày trước nữa. Thế nên là chúng mình sẽ tư vấn, làm một video tư vấn về chiếc màn hình phù hợp với cả nhu cầu của anh em nhá. Ok. Thì chị Phương bắt đầu nghĩ rằng là về độ phân giải nào đầu tiên nhỉ? Mình sẽ chọn những độ phân giải nào đầu tiên. Nếu mà xét về gọi là từ dưới lên cao thì chắc chắn là mình sẽ chọn Full HD đầu tiên dành cho những bạn mà kiểu mua những chiếc màn hình tầm giá rẻ mà ổn ổn ấy. Còn nếu mà nhu cầu gọi là cao hơn để đáp ứng những cái con card mà 30 series 30, chị nghĩ là cỡ chắc phải 2K trở lên. 4K nó là cái gì đó hơi xa xỉ rồi. 4K nó hơi cao. Còn kiểu 2K là kiểu trên mức bình dân, kiểu dân văn phòng đi làm ấy, còn kiểu 1080 là kiểu học sinh sinh viên ấy, kiểu thế. Đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là bây giờ đa số mọi người đều có cạc khoảng tầm 3060 này. Giàu ấy, Việt Nam giàu ấy. Em thấy đa số mọi người bây giờ build máy tính tầm tầm đấy mà. Chúng ta có thể build một bộ máy tính với 2060 rơi khoảng tầm 15-16 triệu rồi. Bây giờ 20 triệu, 25 triệu có thể mua được 3070 được rồi. Đấy, ví dụ càng như rẻ quá. Ví dụ chẳng hạn bây giờ 30 35 triệu gì đấy đã có thể build bộ PC 3070 với cả i5. Ok, đấy. Vậy thì mình sẽ tư vấn đầu tiên đó chính là 2K nhá. Ok, chốt 2K. Tới đầu sản phẩm đầu tiên mà mình cảm thấy rằng là luôn là top 1 trong lòng mình và trong lòng của những dân chơi 2K đó chính là chiếc màn hình của LG. Đây là chiếc phiên bản 27GB GP8050B anh em ạ. Anh em biết rồi, đấy là một tấm nền IPS, nano IPS của LG luôn nhá. Tần LG quét làm màn hình khá là ổn. Vâng, làm ổn và rất nhiều người đều thích cái màn hình của LG. Tần số quét là 165Hz, có thể ép xuống lên là 180Hz luôn anh em nhá. Wow, và chúng ta sẽ còn có màu đen này, phù hợp cả chơi game lẫn cả làm việc luôn. Con này thích nhỉ? Còn có nghĩa là tần số quét đã cao rồi lại còn có thể ép xung được tần số quét lên đến tận 180Hz nữa. Cái này sẽ là một cái tính năng đi kèm thêm cho các anh em gọi là gaming. Con này giá như nào? Con này thì giá có dưới 10 triệu. Chính xác hơn là 9.349.000 và luôn luôn hết hàng. Tại vì là nhiều người mua quá. Cứ nhập về là hết. Nói chung những cái con hay hết hàng, một là không sản xuất nữa, hai là quá chạy. Nó chỉ có hai cái trạng thái ngược thế thôi đúng không? Đúng rồi. Vậy thì cái top 2, nói chung là cái con thứ 2 ở trong cái phần mà mình recommend về cái con màn hình có độ phân giải là 2K thì bọn mình sẽ chọn một con của Asus. Nhưng mà nha, con này khá là chênh lệch về giá tiền, nó gấp đôi con kia luôn đấy. Con này tầm cỡ gấp đôi gì? 20 triệu. 20 triệu, ui 21 gần triệu luôn. Đúng rồi, gần 21 triệu luôn. Con này là của Asus XG27 AQM. 27 nghĩa là 27 nghĩa là 27 inch đấy. Vâng. Nói chung là thường những cái con số này nó đều nói lên inch của cái màn hình đấy. Nó đắt tại vì sao? Bởi vì nó là top 1 cho màn hình gọi là gaming 2K trong tầm giá. Bởi vì là cái tần số quét của nó có thể lên đến là 270Hz. 270Hz cơ? Ui dồi ôi, 270Hz. Mượt lắm. Thảo nào 20 triệu. Nhưng mà từ lòng thì mình nghĩ rằng anh em cũng không có nhiều tiền như thế đâu. Thì anh em có thể gọi là đá sang một chút. Cho ai nhiều tiền mà người ta muốn kiểu không có tìm bóng mờ nào trượt đúng không? Nếu mà anh em phản hồi tốt các thứ đấy. Ai cũng có người sản xuất ra phải có người mua chứ. Chắc chắn là sẽ có anh em nào dưới đây mua 20 triệu. Chắc chắn là có người mua. Màn hình này đúng không? Vâng, chắc chắn là có cả một đường dưới đấy. Rồi, thế nếu mà anh em mà không có nhiều tiền ấy thì anh em có thể gọi là đá sang một chút với cả option của Samsung. Samsung thì chị cũng thích Samsung. Ồ, chị thích Samsung, chị thích LG. Chị thích Asus, thích cả. Một hai hãng của Hàn Quốc và một hãng của Đài Loan đấy. Thì Samsung họ đang có một cái option đó chính là Odyssey G7. Đây là một chiếc màn hình với độ phân giải là 2K cũng 240Hz. Nói chung là cái độ tần số quét với cả các là số hệ số mờ biết các kiểu của nó thì cũng ngang hàng với cả những chiếc màn hình top 1 hiện tại. Nhưng mỗi tội là ấy, đó là một tấm nền VA là một này. Thứ hai, đó là một cái tấm nền cong 1000R. 1000R tức là siêu cong đấy, siêu cong, khiến cho anh em sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Thế nó có vẻ thuộc màn hình ultra wide. Không, nó chỉ là màn hình 16:9 cong. Và 16:9 cong thì thực sự không hề đáng tiền một chút nào cả, không đáng mua một chút nào cả. Nó bị ngắn quá và nó cong. Nó bị, đúng rồi, nó vừa ngắn nó vừa cong ấy. Mà cảm giác màn hình 27 mà nhìn trông như kiểu 24 ấy thì nó cong quá. Tại vì nó cong nên nó thu hẹp với cái độ dài. Thế nên là nếu bạn em chỉ gamer, chỉ gaming ấy và lúc nào cũng ngồi ở trước màn hình cách khoảng tầm có 20cm ấy thì cái màn hình G7 này là hùa với anh em. Xem phim không? Xem phim hơi khó một chút tại vì nó phải là 21:9 đúng không? Chị ngồi xa một chút đúng không? Thì cái màn hình nó sẽ bị gọi là cong quá. Tức là cái hình nó bị cong quá.
và nó không hợp với cả chị thế đó. Thôi, nó chỉ dành cho các em game thủ thôi. Đúng tầm giá nó khoảng 12 triệu rưỡi nha mọi người đấy, rẻ hơn cái con Asus kia, nhưng đổi lại chúng ta phải có một con màn hình cao. Còn nếu mà với anh em nào mà mới mua PS5 này, mới mua 3090 này, mới mua Xbox Series S này, thì làm ngay một cái màn 4K cho mình. 4K chị Phương có những option gì nhỉ? 1K thì đắt lắm, nhưng mà đắt hơn một tí so với 2K thôi. Yeah. Ví dụ nhá, có một con trong cái top này, nhưng mà là con thứ hai cơ thì cái giá nó khá rẻ hơn. Còn cái con đầu tiên mình giới thiệu nó sẽ vẫn là đến từ hãng LG. Hãng LG con này cũng 27 inch nhá. Thì mã nó sẽ là con kia là GP đúng không? Con này sẽ là GN950P. À B bỏ á. Đó thì con này tầm cỡ 23 triệu cho mọi người. Con này là 4K này. Tần số quét gaming thì đương nhiên là phải cao rồi. 144Hz. Thật luôn, gaming chắc phải tối thiểu từ 144Hz thì mới gọi là gaming đúng không? À, đúng rồi. Mấy con mà dưới 100Hz kiểu 60 với cả 75 nó sẽ là màn hình thường. Đấy. Anh cảm thấy thường lắm. Đúng rồi. Đấy, nói chung là cái con này nó sẽ có những cái sự gọi là setup cấu tạo các thứ này nọ, nó sẽ giống như cái dòng GP rồi là GL của LG thôi. Nhưng mà con này 4K. À. 4K đó. Vậy. Còn nếu mà anh em muốn option rẻ hơn, chúng ta có thể ngó qua đó chính là Gigabyte M28U EK. Đấy là một chiếc màn hình có một 28 inch, tức là to hơn 27 inch một chút, nhưng mà 28 inch chúng ta vẫn được là 4K này, 144Hz này, cũng tốt đến IPS này, nhưng mỗi tội là IPS này nó không phải là IPS tốt như là màn IPS của LG. Và nó sẽ vẫn có một cái độ phủ màu tốt này, giải màu tốt này, nhưng mà chưa được tốt bằng của LG thôi. Nếu mà anh em muốn một cái trải nghiệm tối ưu, tại vì nó rẻ hơn tận gần 7 triệu ấy. Vì chiếc màn này có 15.799.000 thôi mà. Và nếu mà anh em muốn top 1 về gọi là trải nghiệm màu và trải nghiệm chơi game ấy, thì tất nhiên LG vẫn là một lựa chọn nicer hơn. Còn nếu mà anh em nào mà muốn một cái gì đó chung chung thôi ấy, thì mua chiếc màn hình Gigabyte này cũng là hợp lý. Hợp lý với túi tiền của mình. Vâng. Còn cái con thứ ba này mà con gọi là ao trình về giá luôn. Không hợp lý. Cái con này nhá, cái con mới 20 triệu thôi, nhưng mà Hoàng đã kêu là chưa chắc đã có ai mua. Bây giờ con này bao nhiêu? Con này 50 triệu mua không mọi người? Một con màn hình 50 triệu cũng là Gigabyte nhưng lạ lắm. Gigabyte của Arus. Đó là FO48U EK. Đấy. Con này 48. Tận 49.889.000 thôi để làm tròn là 50 triệu đi. Con này là 48 inch, tức là to như một cái TV rồi đấy. Đúng rồi. To như một cái TV. Nhưng mà tại sao bởi vì giá tiền nó nhiều như thế? Bởi vì nó to kinh khủng mọi người. 48 inch là bằng cộng hai cái con màn 21 inch cộng lại. Hai con này 24 inch cộng lại. Không phải, đừng. Chiều rộng. Nó là 4 con màn 24 inch ghép vào nhau. 4 con luôn. Thì chị đang nói chiều dài thôi. Chiều dài bằng 4 nó mình là bằng 2 con màn rồi đúng không? Nó chỉ nghĩa là nó rất là dài, ok chưa? Nó rất là chưa? To, nó rất là to. Nhưng đấy. Mà cái con này tần số quét thì nó không phải quá cao, nó chỉ là 120Hz thôi. Đây là một chiếc màn 4K 120Hz và màu, tại sao nó đắt như thế? Đã là TV chắc chắn là màu rất đẹp. Không. Không luôn. Không, tại sao nó đẹp? Tại vì nó làm tấm nền OLED anh em ạ. Tấm nền OLED anh em nhé. Bây giờ TV hầu hết đều là tấm nền gì? Tấm nền IPS đa số. Còn những cái dạng rẻ như của chị mua là VA. Còn nếu mà anh em, ui anh em nghe đến con số tiền của 4K nghe đắt quá, nghe khổ quá. Có mỗi con này đắt thôi. Đắt 20 triệu cũng là đắt đúng không? Đấy, nghe màn hình 2K, 4K nhưng đắt 4K quá. Mà bây giờ thì chúng ta về Full HD đi, cho nó rẻ đi. Ok chưa? Họ quay trở về với tầng lớp được xã hội quan tâm và đón nhận, đó là học sinh, sinh viên và những người công ăn việc làm không đủ tiền để nuôi một tấm màn hình đắt 20 triệu đó. Hơn 1 tháng lương. Hơn 1 tháng lương. Ừ, quá không, nhiều. Chắc phải bằng 2 tháng lương của nhiều người đấy. Thậm chí là ba đúng rồi. Còn những cái màn hình này thì là 1 tháng lương anh em nhá. Okay. Đầu tiên là sẽ có một cái option mà mình đã từng nói trên cái con này trên đúng vậy, Hoàng nói không trên dưới 10 lần trên các livestream của chúng mình vào thứ 6, đó là con kiểu gì mọi người đoán được này, đó là AOC 24G2. Chị cũng thuộc luôn con đấy mà. Bởi vì livestream nào anh chị ơi tư vấn cho em con màn hình nào ngon bổ rẻ tầm đấy, ngon bổ rẻ đi, 24G2 nhận nhá. 24G2. Bây giờ mọi người đều biết là 24G2 rồi nên không ai hỏi nữa. Tại vì cũng đọc quá nhiều lần. Rồi, con này thì là như nào? 4.789.000 Full HD 144Hz, màu đẹp, màu ổn, độ phản hồi cũng tốt. Mỗi tội là chân đế hơi tèo và nút bấm hơi tèo. Đấy. Còn nếu mà anh em mà không muốn mua màn của AOC thì chúng ta sẽ có màn của Gigabyte, đó chính là G24F. Cái màn Gigabyte đấy thì chúng ta sẽ có cũng là Full HD nhưng mà là 165Hz cơ anh em nhá. Mỗi tội là ấy, cái mức giá nó rẻ một chút này, 4.500.000 bao nhiêu chị nhỉ? 4.589.000. 89.000 đúng không? Và nhưng mà màu thì tệ hơn một chút, nó một chút so với cả chiếc AOC em nhá. Cái này rẻ hơn nhưng mà tần số quét cao hơn, suy ra bằng một phép tính cộng trừ có thì cái màu màu nó sẽ tệ hơn nhiều so với không quá nhiều đâu, nhưng mà nói chung là AOC.
Còn nếu mà anh em nào muốn top 1 gaming 2.40 hẹp rẻ nhất hiện tại mà vẫn ngon thì bạn sẽ có ViewSonic XG2431. Đấy là màn hình mà mình đã review rồi. Màu cũng đẹp, phản hồi cũng đẹp, 2.40 hẹp, Full HD. Nói chung là anh em có thể mua nó với mức giá 7.899.000 một chiếc màn hình entry gaming và vẫn rất là tuyệt vời. Anh em không cần phải đổi sang BenQ 12 triệu hay gì đâu. Anh em cứ chơi cho mình ở ViewSonic là ok rồi anh em nhá. Cho ViewSonic cũng có màn zip, màn rát đúng không? Đúng rồi. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những chiếc màn ultra wide. Yeah. Nói chung là ultra wide thì xin đừng mua. Full HD 2.99 đây kìa. Xin được mua Full HD 2.99. Nói chung cả câu là như thế, mình đang ghép với Hoàng còn nó tự nhiên dừng lại trong khoảng 5 giây. Còn phải mua, nếu mà mua Full HD thì mua bao nhiêu? Mua Full HD thì hãy chỉ mua từ 16.9 thôi. Còn không thì 2K trở lên nha mọi người. 2K trở lên đúng rồi, 2K trở lên hoặc 4K. Tại vì là bây giờ 18.9 ý, mua Full HD 16.9 ý, nó sẽ bị rất là bé. Cái tỷ lệ của màn hình rất là tệ và anh em không nên mua. Đấy. Phim cũng được. Mình cũng sử dụng anh đạo diễn bên mình cũng đã sử dụng rồi và mình cảm thấy rất là tệ. Xem phim có tệ không? Xem phim bình thường. Chơi game tệ thôi đúng không? Chơi game tệ, chơi game không hay. Xem phim là vừa khít đấy. Được. Nếu mà 21.9 nó vừa khít. Thì mình có hai cái recommendation cho anh em. Đầu tiên là một mức giá vừa phải đi. Gigabyte dạo này làm màn hình rất là tốt thì chúng ta sẽ có mẫu đó chính là M34WQ2K. Thì cái chiếc màn này có mức giá là 13.599.000. Đây cũng là một chiếc màn hình 2K nhưng mà rộng anh em nhá. 2K rộng tức là 21.9 đấy, tức là 3840 nhân với cả 2160 thì phải nha, mình nhớ là thế. Thì như vậy là mình không chờ lắm. À không, nhân với cả 440, nhân với 3840. 38 thì nó là ngang ra mà. Đấy. Thì 2K rộng, màn hình IPS này, màu ổn này, tần số quét ổn này, 144 thì anh em nhá. Còn nếu mà anh em nào muốn vị vua của gaming, chúa tể của sản lập, hung thần của rộng, màn hình rộng đúng không? Mà bắt cái nước mọt này thì chúng ta sẽ có màn hình Samsung Odyssey Samsung Neo G9. Samsung mãi đỉnh, Android mãi đỉnh. 31 triệu với mức giá 31.899.000. Thì thôi làm tròn 32 triệu. 32 triệu, đây là màn hình 2K siêu siêu rộng em nhá. Tỷ lệ của nó là 32:9. Anh em phải hiểu là 32:9 tức là ghép hai cái bàn 16:9 vào với nhau và thành kiểu nhập phát biến thành một cái bàn 32:9 như này, tức là nó siêu rộng luôn. Cái này mà racing sim này, chơi game lên điện thoại thì nhìn từ bot sang rừng luôn đấy, thực sự luôn, nhìn bot ra tận đỏ, ra tận red luôn. Thì anh em có thể mua chiếc màn này, nhưng mà đây chỉ dành cho những ai mà họ là elite rồi, những người nào mà có nhiều tiền rồi, chứ không thì elite rồi, những người kiểu hạng top đầu phải không? Con này có 31 triệu thôi mà, 32 triệu thôi mà. 32 triệu thôi mà, có 32 triệu thôi mà. Còn không đắt bằng cái con Aorus kia. Ok. 50 triệu bằng 4K. Ok. Đây là 2K rồi. Nói chung là đấy là những cái tư vấn về bàn của chúng mình. Nếu mà anh em mà muốn mua những cái bàn như thế thì anh em có thể vào ngay Hardcore chúng mình nhá. Hardcore chúng mình sẽ có đầy đủ tất cả các mẫu. Và nếu mà anh em có thể gọi là check các mẫu khác này, tương tự này, để xem là có những mẫu nào phù hợp với anh em hơn, độ phân giải là phù hợp với anh em hơn, mức tiền là phù hợp với anh em hơn nhá. Chúng mình có rất nhiều các mẫu bàn luôn. Nếu mà anh em cảm thấy cái video tư vấn này hay và vô cùng hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Còn sau buổi tới thì chúng mình sẽ tư vấn gì chị Vương nhỉ? Tư vấn gì nhờ mọi người recommend ở dưới comment nhé. Đúng rồi, chứ chúng mình cũng chịu rồi đấy. Nhiều thứ để tư vấn, ít thứ để tư vấn quá. Nếu mà anh em muốn tư vấn cả tình cảm, anh em cứ nhắn ở dưới nhá. Tư vấn CPU nào mang lại hiệu năng ổn định trong tình yêu nhất. Ok, xăm tí thôi. Nói chung là mọi người nhớ ủng hộ những cái gọi là trang của chúng mình nhá. Và đừng quên là những bạn nào đã được quay giveaway trong thứ 6 vừa rồi thì nhớ liên hệ với cả những cái cách mà chúng mình, ví dụ như là như Gmail với cả số điện thoại để có thể là nhận được cái phần quà của con tai nghe Pisen Airbuds 3 Pro nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.